Ma tộc Tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, thản nhiên phóng ra khí tức mạnh mẽ, như một cơn bão bùng phát, quét qua bên phía nhân tộc, khiến nhiều người cảm thấy ngạt thở. "Nguyên, Nguyên Anh, 1, 2, tổng cộng 13 tên, ma tộc Nguyên Anh, trông mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều. Trời ơi, bọn chúng to lớn thế này, liệu nhân tộc chúng ta có thắng nổi không? Mọi người đừng hoảng, chúng ta có trận pháp, không sợ bọn man rợ này, ma tộc không có não, không hiểu thế nào là trận pháp." Bên phía nhân tộc bàn tán xôn xao. Các cuộc tấn công cũng dần dần ngừng lại, vì những cuộc tấn công này chẳng có tác dụng gì đối với Nguyên Anh. Ma tộc tu sĩ Nguyên Anh đứng sừng sững trên trời, bóng dáng cao lớn như ác ma từ địa ngục, tỏa ra khí tức đáng sợ, nhân tộc yếu ớt, thấp kém, đáng bị xóa sổ khỏi thế giới này. Giết, lời nói lạnh lùng của ma tộc tu sĩ Nguyên Anh truyền khắp trời đất, sau đó bọn chúng bắt đầu hành động, tấn công trận pháp của nhân tộc. Trận pháp bên nhân tộc đa phần là cấp 3, cấp 4 không nhiều và đều là trận chủ kết nối với các trận khác. Ma tộc tu sĩ Nguyên Anh có kẻ từ xa tấn công trận pháp, giao chiến với trận pháp cũng có kẻ ma tộc Nguyên Anh càng trực tiếp hơn, lấy thân thể làm vũ khí, như một quả đạn pháo lao tới, đập mạnh vào trận pháp. Lực lượng mạnh mẽ đập vào trận pháp, khiến ánh sáng trận pháp lung lay, các tu sĩ nhân tộc điều khiển trận pháp phun ra máu tươi, ngất xỉu. Có kẻ thực lực mạnh chỉ một đòn đã phá hủy trận pháp, cũng có kẻ tấn công vài lần là khiến trận pháp mất hiệu lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa, phòng tuyến trận pháp của nhân tộc sẽ sụp đổ toàn diện, nhưng may mắn thay, tu sĩ Nguyên Anh của nhân tộc cũng xuất hiện kịp thời. Ma tộc, muốn chết? Ma tộc ngông cuồng, hôm nay để ta gặp các ngươi thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào, tự tìm đường chết, kẻ thất bại của vùng đất lưu đày cũng dám đến đây, giết. Các tu sĩ nguyên anh của nhân tộc xuất hiện, khiến các tu sĩ nhân tộc gieo hò. Tốt quá, đây là nguyên anh của chúng ta, ha ha, ma tộc, xem các ngươi còn kiêu ngạo nữa không, tuyệt vời. Nguyên anh của chúng ta còn nhiều hơn ma tộc, thắng chắc rồi, 16 đối 13, chúng ta hơn ba người, ha ha, ma tộc lần này chết chắc. Trong tiếng gieo hò của các tu sĩ nhân tộc, tu sĩ nguyên anh của nhân tộc hóa thành lưu quang, lao lên trời, như những ngôi sao băng, đánh về phía ma tộc Nguyên Anh, vì cả hai bên đều là Nguyên Anh. Nếu thực sự giao chiến, phạm vi ảnh hưởng sẽ rất lớn, cả hai bên đều không hẹn mà cùng bay lên cao hơn, lấy trời cao làm chiến trường. "Giết!" Cả hai bên không nhiều lời, vừa lên tới trời, lập tức thi triển thủ đoạn, tấn công dữ dội về phía đối phương. "Ma tộc ngu ngốc, đến Đông Châu là sai lầm lớn nhất của các ngươi, chết đi." Với một tiếng hét lớn, hai tấm linh phù cấp 4 trên tay sáng rực, một tấm phát ra ánh sáng đỏ rực như lửa bùng cháy, tấm còn lại phát ra ánh sáng trắng như tia chớp. Hai luồng tấn công khác nhau cùng bao vây, trên bầu trời mênh mông, phát ra ánh sáng chói lòa, bùng nổ dữ dội, cuốn lấy ma tộc trước mắt. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, nhuộm đỏ nửa bầu trời, tia chớp trắng rạch nát bầu trời, xung quanh biến thành biển sấm sét trắng xóa, một bên là lửa đỏ, một bên là tia chớp trắng, đường lui của tu sĩ ma tộc bị phong tỏa hoàn toàn. Tu sĩ ma tộc đứng yên không nhúc nhích, để mặc hai luồng tấn công ập tới, cuối cùng bị nhấn chìm trong đó. "Chết rồi." Tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc cười lớn, không có não đúng là không có não, ngoài chút cơ bắp ra, chẳng còn gì. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, gương mặt hắn đột nhiên biến sắc, hắn thấy một cảnh tượng khó mà chấp nhận. Ma tộc Tu sĩ Nguyên Anh từ trong khói bụi do vụ nổ, ánh sáng chói lòa, chậm rãi bước ra, không hề hấn gì, chỉ có bấy nhiêu thôi sao. Ngươi, Tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc kinh ngạc tột độ, tấn công của hắn không nói là diệt thế, nhưng cũng không phải kẻ bình thường có thể chịu nổi. Nhưng ma tộc tu sĩ trước mắt lại dễ dàng chống đỡ. Ma tộc Tu sĩ Nguyên Anh nhếch miệng cười, đưa lưỡi liếm môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhân tộc thư yếu ớt, không đáng tồn tại, sau đó hắn cười ha ha khí tức bùng phát khí tức đáng sợ khiến hắn như một con mãnh thú với móng vuốt và răng nanh sắc bén đối diện con mồi chết tiệt khí tức đáng sợ khiến tu sĩ nhân tộc biến sắc cảm giác nguy hiểm trào lên trong lòng nhưng dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh hắn hét lớn ngông cuồng sau đó mấy tấm linh phủ xuất hiện trong tay lại bùng lên ánh sáng tấn công dữ dội về phía ma tộc tu sĩ bùng hai bên đại chiến và hiệp cuối cùng ma tộc tu sĩ nguyên anh áp sát được tu sĩ nhân tộc một cú đấm mạnh mẽ đập vào người hắn vụt một ngụm máu tươi phun ra lúc này tu sĩ nguyên anh nhân tộc cảm nhận được hơi thở của tử vong hắn hoảng loạn quay đầu bỏ chạy đừng hòng ngông cuồng từ xa có tu sĩ nguyên anh áp trận lao tới hét lớn ý đồ cứu viện nhưng tu sĩ nguyên anh ma tộc nhanh hơn dự kiến của nhân tộc chỉ thấy hắn lóe lên xuất hiện sau lưng đối thủ một cú đấm mạnh vào lưng lại khiến đối thủ phun máu cuối cùng trong ánh mắt kinh hoàng của tu sĩ nhân tộc ma tộc tu sĩ nguyên anh đập tan đối thủ nguyên anh từ trong cơ thể chui ra hoảng loạn bỏ chạy đáng chết ma tộc tu sĩ nguyên anh dễ dàng bắt lấy nguyên anh trong ánh mắt phẫn nộ của các tu sĩ nguyên anh khác của nhân tộc hoàn toàn giết chết đối thủ ha ha đây là nhân tộc yếu ớt giết giết một tu sĩ nguyên anh nhân tộc sĩ khí của ma tộc dâng cao sự hung hăng càng mạnh mẽ hoàng thành kể từ khi ma tộc xuất hiện chiến đấu đã kéo dài hơn 2 tháng kết quả khiến các tu sĩ nhân tộc cảm thấy vô cùng nặng nề hai tháng chiến đấu ba phòng tuyến trước hoàng thành của nhân tộc đều bị phá hủy nhân tộc tổn thất nặng nề trong trận chiến nhân tộc đã đưa ra 37 nguyên anh ma tộc xuất động 28 nguyên anh Do chiến quyết liệt, nhân tộc chết 17 người, 9 người bị hủy thân thể, số còn lại đều bị thương ít nhiều. Dù chịu tổn thất lớn như vậy, nhân tộc chỉ giết được 12 ma tộc, phá hủy 5 thân thể, điều này cho thấy sự mạnh mẽ của ma tộc. Dù có lợi thế về số lượng nguyên anh, nhưng nhân tộc vẫn bị tổn thất nặng nề, không chiếm được chút ưu thế nào. Số tu sĩ kết đan, chúc cơ chết và bị thương vượt quá một vạn, số người bị thương thì không thể đếm xuể. Sự mạnh mẽ của ma tộc khiến các tu sĩ nhân tộc có một nhận thức trực tiếp hơn, càng làm cho họ kinh hoàng trước sự tàn bạo của ma tộc. Giờ đây, hoàng thành chật kín người nhưng cả hoàng thành lẫn các trại quân nối dài đều im lặng chết chóc ba phòng tuyến bị phá vỡ hoàng thành là phòng tuyến cuối cùng một khi ma tộc đến cổng thành liên quân ở đây bị đánh bại đông châu sẽ không còn sức chống cự nghĩ đến cảnh ma tộc có thể tiến vào tàn phá đông châu nhiều đại lão của các thế lực mặt càng trở nên khó coi ma tộc đáng chết phải ngăn chúng lại nếu không đông châu sẽ diệt vong nhưng ma tộc mạnh quá phải làm sao đây ta thấy tốt hơn là về nhà ai lo việc nấy không được rút lui ai rút ta giết kẻ đó đầu tiên là minh chủ, nhân hồng vũ đứng ra ngăn chặn xu hướng này, tuyệt đối không để ai rút lui lúc này. Nếu có người rút, sẽ dẫn đến một loạt hành động, cuối cùng mọi người tan rã, không còn gì để mà chiến đấu. Nhân hồng vũ mạnh tay giết một số kẻ xúi dục rút lui, ổn định tình hình. Đồng thời, loan truyền khắp hoàng thành, chúng ta còn có sự trợ giúp từ trung châu, chúng ta chưa thua. Lời của nhân hồng vũ như ngọn lửa trong bóng tối, thắp lên hy vọng trong lòng nhiều tu sĩ. Đúng rồi, chúng ta còn có các học viên của trung châu, họ đều là nguyên anh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có họ ra tay, chúng ta sẽ không thua, phải, Ngao Thương công tử, mỹ phi cô nương đến từ Trung Châu năm nhà ba phái, là mạnh nhất. Nghe nói khi Ngao Thương công tử sinh ra, trời đất dị tượng, ngũ sắc hà quang phủ khắp bầu trời, là cao thủ số 1 Trung Châu. Đúng, Ngao Thương công tử là thế hệ trẻ mạnh nhất của Ngao gia, áp đảo tất cả cùng thế hệ ở Trung Châu, mỹ phi cô nương cũng vậy, là thiên tài kiếm đạo của mỹ gia, trăm năm khó gặp, là kiếm đế tương lai, phải, có hai người họ, đám ma tộc chỉ là chuyện nhỏ, không phải sao, nếu không có họ làm sao có can đảm để lữ công tử rời đi có thể thấy họ tự tin bảo vệ hoàng thành tin đồn ngày càng lan rộng những lời khen ngợi về ngao thương và mỹ phi càng nhiều trong mắt nhiều tu sĩ họ là vị cứu tinh thần hộ mệnh có họ ra tay ma tộc chắc chắn sẽ bị đánh bại tin đồn cũng đến tay ngao thương và mỹ phi nghe xong trong lòng cả hai như có hàng ngàn con ngựa chạy qua ôi trời ngao thương và mỹ phi cảm thấy quen thuộc đây chẳng phải là những gì lữ thiếu khanh đã gặp phải sao cả hai cảm thấy phát điên như đang tự lấy đá đập vào chân mình lữ thiếu khanh đi rồi họ trở thành cứu tinh trong mắt tu sĩ đông châu ôi ngao thương và mỹ phi muốn nôn ra sao đột nhiên lại thấy ghê tởm thế này ngao thương mỹ phi phẫn hận không nguôi trong lòng liên tục chửi rủa tổ tông 18 đời của lữ thiếu khanh mỹ phi sắp phát điên nhắm vào lữ thiếu khanh kết quả là tự hại mình nàng tức giận nhảy dựng lên đáng chết ta phải giết tên khốn đó sao trên đời lại có kẻ đáng ghét đáng chết như vậy ngao thương đột nhiên cười lạnh việc này đối với chúng ta chưa chắc đã là điều xấu không phải việc xấu sao mỹ phi gần như hét vào mặt ngao thương tên khốn đó bỏ đi khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta ép hắn giờ họ coi chúng ta là cứu tinh rồi chúng ta không đối phó được ma tộc kết cục sẽ là thân bại danh liệt bốc mùi khắp cả đông châu thậm chí 13 châu ngao thương mỉm cười lùi lại một bước tránh né nước bọt của mỹ phi ngao thương giơ tay ra hiệu cho mỹ phi đừng kích động nói nhưng từ một góc độ khác nếu chúng ta đánh bại được ma tộc thì sao mỹ phi ngạc nhiên sau đó mắt lộ vẻ vui mừng là người của mỹ gia những việc này chỉ cần chút gợi ý nàng có thể nhanh chóng hiểu ra tuy nhiên mỹ phi cũng lo lắng nhưng tin đồn nói rằng ma tộc rất mạnh ngao thương vẫn cười lạnh trông đầy tự tin người khác không biết ma tộc là gì nhưng chúng ta thì rõ mà họ cũng là con người chỉ là cao lớn hơn da thịt dày hơn chút thôi với người bình thường thì họ đáng sợ nhưng với chúng ta họ vẫn là kẻ không đáng sợ nghe vậy mỹ phi thở phào khuôn mặt lộ ra nụ cười tuy nhiên nàng không phải người mù quáng cũng có ý kiến của mình công tôn từ từ yến châu đến hắn từng giao chiến với ma tộc chúng ta có thể hỏi hắn về tình hình của ma tộc nhanh chóng hai người tìm đến công tôn từ hỏi thăm về tình hình của ma tộc về tình hình ma tộc công tôn từ không giấu giếm thoải mái kể cho họ ma tộc cùng cấp độ so với nhân tộc họ có ít nhất 6 phần thắng một khi ma tộc áp sát khả năng thắng của họ có thể đạt 8 phần thậm chí nhiều hơn lời này khiến mặt ngao thương và mị phi biến sắc nhưng khi họ đang do dự công tôn từ đổi giọng vẻ mặt kiêu ngạo đó là với tu sĩ bình thường còn chúng ta là con cháu chính thống của năm nhà ba phái họ không thể sánh được với chúng ta công tôn từ nói đầy tự hào ngẩng đầu hơi lắc lư trông như một con gà trống kiêu ngạo đừng nói là ma tộc cung cấp ngay cả cao hơn một hai cấp ta cũng không phải chưa từng giết các ngươi ra tay chỉ cần cẩn thận không bị ma tộc bao vây còn lại giết thoải mái công tôn tử đã là hóa thần đánh giá của hắn về ma tộc khiến ngao thương và mị phi hừng hực khí thế lời của công tôn tử khiến ngao thương và mỹ phi đầy tự tin cảm thấy ma tộc cũng chỉ có thế dọa được tu sĩ bình thường không dọa được họ ngao thương thông minh hơn mị phi nhiều hắn hỏi công tôn tử còn đám ma tộc mặc giáp đen thì sao nghe vậy công tôn tử lập tức cười khẩy tỏ vẻ khinh thường không đáng sợ chỉ có vài nguyên anh chủ yếu là kết đan kỳ điểm mạnh của họ là kết trận và linh giáp với khả năng của các ngươi đối phó họ dư sức nghe vậy mắt ngao thương càng sáng lên mỹ phi nhìn ngao thương mắt sáng rực không kìm được hỏi ngươi có ý tưởng gì à ngao thương cười ha hả giờ ngoài kia nói đám ma tộc mặc giáp đen rất đáng sợ đúng không nếu chúng ta đã định ra tay thì làm cho lớn chút Mị phi lập tức hiểu ra ngươi nói chúng ta chủ động tấn công đám ma tộc đó ngao thương gật đầu đúng vậy nếu họ coi đám ma tộc mặc giáp đen như rắn rết chúng ta giết họ ngươi nói người khác sẽ nhìn chúng ta thế nào nhưng mỹ phi cũng có chút lo lắng nhiều ma tộc thế chúng ta có làm nổi không ngao thương càng cười tự tin không nghe công tôn huynh nói sao đám ma tộc đó với chúng ta chỉ là nhỏ nhặt thôi hơn nữa không chỉ có hai chúng ta còn có các học viên khác nữa nói là làm ngao thương và mỹ phi lập tức tìm nhân hồng vũ tỏ ý họ có thể chủ động đối phó đám ma tộc mặc giáp đen ngao thương công tử lời này thật chứ nhân hồng vũ vừa mừng vừa sợ nhân hồng vũ đang lo lắng không biết làm sao đối phó ngao thương và mỹ phi tự đề cử nàng câu còn không được, tuy nhiên nhân hồng vũ cũng lo lắng hai vị có thể đối phó với họ không? ngao thương ngạo Nghễ nói yên tâm đi đám ma tộc nhỏ nhoi có chúng ta ở đây sẽ bắt họ dễ như trở bàn tay nhân hồng vũ trong lòng vui mừng khôn xiết hy vọng mọi việc diễn ra như mong muốn nếu các ngươi tự tin thì tốt quá rồi nhân hồng vũ nói với ngao thương tuyệt vời tất cả trông cậy vào hai người ta sẽ đi báo tin này cho mọi người ngao thương và mỹ phi không khỏi nhíu mày những toan tính nhỏ nhen của nhân hồng vũ họ nhìn thấu ngay lập tức nếu thắng thì tốt nhưng nếu thua hai người sẽ bị mọi người chửi rủa thậm tệ. Tuy nhiên, nhan hồng vũ cũng có lý do của mình. nàng cười nói, bây giờ mọi người đang chán nản, đúng lúc có thể khích lệ tinh thần, nâng cao sĩ khí. Quá gian xảo, ngao thương và mị phi thầm chửi, đã nói ra rồi, hai người chỉ có thể thắng, không thể thua. Từ góc nhìn khác, nhan hồng vũ đang dùng cách này để buộc hai người phải nỗ lực. Rất nhanh, tin tức ngao thương và mỹ phi sẽ ra tay lan truyền khắp hoàng thành, vào tay tất cả tu sĩ, các học viên của trung châu sắp ra tay sao? Tuyệt quá, có họ ra tay, chúng ta chắc chắn thắng nghe nói ngao thương công tử và mỹ phi cô nương chủ động đề nghị đối phó với đám ma tộc mặc giáp đen không hổ là người của đại tộc trung châu trách nhiệm nặng nề không giống tên nhát gan kia dù thực lực mạnh mẽ nhưng lại hèn nhát như chuột chạy trốn khi lâm trận đúng vậy ta nguyền rủa cả nhà hắn biết tin ngao thương và mỹ phi sắp ra tay các tu sĩ đông châu đều phấn chấn tinh thần chiến đấu bừng lên rất nhanh ma tộc đến giáp đen trên người họ như ác quỷ từ địa ngục tỏa ra khí tức kinh hoàng như một làn sóng đen ảo ạt tiến tới sức ép mạnh mẽ khiến những tu sĩ nhân tộc lần đầu thấy ma tộc phải hoảng sợ kêu lên ma ma tộc ma tộc đến rồi đám ma tộc này trông đáng sợ quá ma tộc đều đáng sợ như vậy sao ánh mắt nhân hồng vũ lóe lên trong lòng chịu áp lực rất lớn đám tu sĩ ma tộc giáp đen là lưỡi dao sắc bén của ma tộc chỉ cần loại bỏ lưỡi dao này nhân tộc sẽ dễ dàng hơn nhiều nhiệm vụ này giao cho các học viên trung châu lần này có 37 học viên của trung châu tham gia tuy số lượng ít nhưng họ đều là thiên tài và đều ở cảnh giới nguyên anh đối phó với đám tu sĩ ma tộc mặc giáp đen là đủ. Các học viên Trung Châu không sợ hãi, nhiều người đã từ lâu muốn thử sức với ma tộc. Vì vậy, khi thấy ma tộc ảo ảo kéo tới, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của họ, không những không sợ hãi, mà còn đầy tinh thần chiến đấu, chiến ý bừng bừng. Ngao Thương và Mỹ Phi vốn muốn thử sức với ma tộc, nhưng khi thấy ma tộc tiến đến ảo ạt, ngay lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Ma tộc tiến đến mạnh mẽ, khi họ tới gần, Nhân Hồng Vũ ra lệnh, bên phía nhân tộc kích hoạt trận pháp tấn công, đồng thời các tu sĩ nhân tộc chủ động tấn công họ vòng qua đám tu sĩ ma tộc giáp đen phía trước để cho chúng tấn công vào đại trận của mình mục tiêu của họ là những tu sĩ ma tộc bình thường theo sau đám mặc giáp đen hàng ngàn người nhanh chóng lao vào trận chiến khí thế khốc liệt tràn ngập như vậy đám tu sĩ ma tộc giáp đen bị tách ra trở thành một đơn vị cô lập khi thấy thời cơ đã chín mùi nhan hồng vũ ra lệnh các học viên trung châu có thể tấn công ha ha tấn công đám ma tộc nhỏ nhoi xem ta lợi hại thế nào chỉ là vài tên ma tộc thôi sao giết là xong mỹ phi không lao lên trước mà cẩn thận theo sau mọi người rất nhanh nàng chạm chán một tên ma tộc mặc giáp đen lộ ra đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mỹ phi khí cơ khóa chặt nàng mỹ phi giận dữ chỉ là kết đan kỳ cũng dám tìm ta gây phiền phức một kiếm chém ra kiếm quang rít lên chém đôi tên tu sĩ kết đan đó một kiếm giết một tu sĩ ma tộc giáp đen mỹ phi tinh thần phấn chấn sĩ khí dâng cao tự tin lên rất nhiều nàng tưởng rằng đám này mạnh mẽ lắm hóa ra chỉ là bọn vô dụng khi đã có lòng tin mỹ phi không còn cẩn thận mà mạnh mẽ tấn công khi các học viên trung châu ra tay đám tu sĩ ma tộc giáp đen bị giết ngã ngửa tổn thất nặng nề rất nhanh hàng trăm tên đã bị hạ gục thấy các học viên trung châu dũng mãnh như vậy bên phía nhân tộc cũng đồng thanh hô lớn tinh thần phấn chấn tốt có người trung châu tham gia ma tộc không đáng lo nữa vẫn là họ mạnh mẽ đều là thiên tài lần này ma tộc đụng phải ván sắt rồi ha ha nhân hồng vũ và những người khác cũng cười dạng dỡ ma tộc tuy mạnh nhưng nhân tộc cũng không phải không có khả năng thắng các học viên trung châu cười lớn tưởng mạnh mẽ lắm sao hóa ra chỉ có vậy thực lực như vậy mà dám xâm lược nhân tộc không biết sống chết mỹ phi thấy đám tu sĩ ma tộc giáp đen cũng chỉ có vậy vẻ mặt mỹ phi càng thêm đắc ý chỉ có vậy thôi sao ha ha lần này dù sao cũng đến lượt ta nổi danh rồi giết hết đám ma tộc này ta sẽ là thần tượng của đám nhà quê này tuy nhiên ngay lúc đó đột nhiên có người hét lớn biến trận bách thánh đổ ma trận bách thánh đổ ma trận vô số tu sĩ nhân tộc nghe thấy thì ngạc nhiên sau đó cười lớn chế giễu sự kiêu ngạo của ma tộc bọn chúng là ma tộc chẳng lẽ muốn đổ sát chính mình ha ha đám ma tộc giáp đen chỉ là kết đan kỳ cho dù kết trận thì sao trận pháp của chúng có thể giết nguyên anh được sao sự vùng vẫy vô ích mà thôi số phận thất bại của chúng đã được định sẵn ma tộc đúng là không biết lượng sức mình ha ha mỹ phi cầm kiếm đứng yên lạnh lùng nhìn đám ma tộc bắt đầu thay đổi trận hình có nên nhân cơ hội này tấn công không có người hỏi mỹ phi cười lạnh không thèm để ý lớn tiếng nói cứ để bọn chúng thay đổi trận hình kết đan kỳ dù có trận pháp thượng cổ thì sao khoảng cách giữa kết đan kỳ và nguyên anh kỳ cả đời bọn chúng cũng không thể hiểu được tiếng của ngao thương cũng vang lên để bọn chúng bày ra tư thế mạnh nhất sau đó chúng ta sẽ thu thập chúng cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng ha ha ngao thương sư huynh nói đúng đối phó với ma tộc nên như vậy chúng ta cứ xem trò hề của chúng thôi sau khi lập trận hình đám tu sĩ ma tộc giáp đen nhanh chóng lao về phía ngao thương mỹ phi và các học viên trung châu chẳng mấy chốc các học viên trung châu bị bao vây bởi đám ma tộc mỹ phi nhìn xung quanh thấy đám ma tộc chỉ có hơn trăm người trong lòng càng thêm bình tĩnh không sợ hãi nàng giơ kiếm lên trước mặt cười lạnh ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám ma tộc chỉ với bấy nhiêu người mà cũng dám khiêu khích ta giết đám tu sĩ ma tộc giáp đen mặt ẩn sau mũ giáp che đi diện mạo nhưng không che giấu được sát khí một lệnh phát ra đám tu sĩ ma tộc giáp đen dơ vũ khí tấn công mị phi một mũi thương dài xé không khí đâm thẳng tới mị phi mũi thương loài sáng sắc bén mị phi vẫn cười lạnh nghĩ rằng ma tộc đang tự chuốc lấy họa nàng giơ kiếm lên lạnh lùng vung một kiếm một luồng kiếm quang xuất hiện chém thẳng vào mũi thương phịch một tiếng vang trầm đục một lực mạnh mẽ ập đến kiếm quang của mỹ phi bị đánh tan lực mạnh mẽ khiến nàng kinh hoàng một thương của ma tộc lực mạnh như vũ bão thẳng tới yếu điểm phụt mỹ phi bị đánh lùi chịu thiệt nhỏ một ngụm máu phun ra cùng lúc đó xung quanh vang lên tiếng kêu kinh hãi cẩn thận ma tộc chúng à còn có tiếng la thảm thiết mỹ phi quay đầu lại thấy vài đồng môn bị thương máu tươi phun ra thậm chí có một đồng môn bị đâm thủng lực mạnh khiến thân thể nổ tung cả nguyên anh cũng không kịp chạy thoát bị tan tành thấy có người tử trận các học viên trung châu cũng bắt đầu hoảng loạn không thể nào chúng chúng sao lại mạnh như vậy có người phát hiện ra bí mật hét lớn cẩn thận trận pháp của chúng có thể tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người lời này khiến mọi người mặt biến sắc mị phi trong lòng căng thẳng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tu sĩ ma tộc ẩn sau mũ giáp sát ý dựa người ánh mắt như ác quỷ khiến mị phi nảy sinh ý muốn rút lui biến đi mị phi trong lòng đầy ý định rút lui vung kiếm quét ngang chặn đứng đám tu sĩ ma tộc trước mặt dù chúng cố gắng phòng ngự hai tên mặc giáp đen bị giết ngay tức khắc nhưng những tên còn lại nhanh chóng lấp đầy chỗ trống, giữ vững trận hình, lại tiếp tục tấn công Mị Phi, đám tu sĩ ma tộc tấn công dữ dội, mạnh mẽ, khiến nàng phải dốc toàn lực chống đỡ, một hai lần còn đỡ được. Nhưng dần dần, Mị Phi cảm thấy linh lực trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng, đã bắt đầu kiệt sức, dần dần, áp lực ngày càng lớn, trên người cô cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Mị Phi càng thêm hoảng loạn, liếc nhìn chiến trường, phát hiện những người khác cũng đang chịu đựng gian khổ, có người bị thương, cũng có người tử trận, tình thế cực kỳ bất lợi. Ngô Thương cũng vậy, tình cảnh của hắn còn tệ hơn Mị Phi trên người đầy vết thương, áo quần gần như bị nhuộm đỏ bởi máu, nếu cứ tiếp tục như vậy, các học viên Trung Châu đều sẽ tử trận. Nhiều tu sĩ nhân tộc thấy cảnh này, sĩ khí bị đả kích mạnh, Nhan Hồng Vũ mặt mày tái nhợt, nàng cảm nhận được sĩ khí của tu sĩ xung quanh đang giảm sút, đành thở dài, nói với người bên cạnh, "Ôn Tiền Bối, xin ngươi ra tay cứu họ." Nhan Hồng Vũ không còn cách nào khác, đành phải nhờ Ôn Thương ra tay cứu giúp. Các học viên Trung Châu đều có thân phận đặc biệt, nếu nàng để họ chết mà không cứu, sẽ gặp rắc rối lớn, họ không thể gặp chuyện, ít nhất không thể gặp chuyện trước mắt nàng. Ôn Thương hiểu rõ điều này, không từ chối, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trên không trung, nhẹ nhàng vung tay áo, một cơn bão mạnh mẽ cuốn ra. Đám tu sĩ ma tộc giáp đen vây công Ngao Thương, Mị Phi và các học viên Trung Châu lập tức như bị sét đánh, từng người ngã xuống, máu tươi phun ra, liên tục rơi từ trên trời xuống. Ôn Thương chỉ nhẹ nhàng ra tay, như gió thu quét lá rụng, từng tu sĩ ma tộc mặc giáp đen ngã xuống, bị thương, trận hình nhanh chóng tan vỡ. Không còn trận pháp hỗ trợ, họ không thể chống lại các học viên Trung Châu, các học viên Trung Châu thoát khỏi vòng vây, lửa giận ngút trời sắc khí đằng đằng ngao thương và mị phi lộ vẻ dữ tợn nếu có thể đánh bại ma tộc trước mắt danh tiếng của họ sẽ đạt đỉnh nhưng suýt nữa thì thất bại lại phải nhờ người cứu thật là bực bội giết giết hết bọn chúng ngao thương bị thương phẫn nộ gào thét trông rất tuyệt vọng còn nữa cái tên công tôn từ đáng chết sao không nói ma tộc có trận pháp này mị phi mặt lạnh như băng kiếm trong tay vung mạnh muốn chém nát đám ma tộc trước mắt ôn thương lắc đầu những đứa trẻ này vẫn còn non lắm khinh xuất chịu thiệt sau đó lại giận dữ muốn báo thù. thôi giúp họ một lần nữa vậy kẻo lại chịu thiệt. Lúc Ôn Thương sắp ra tay, đột nhiên có tiếng hừ lạnh từ trên không, âm thanh không lớn, nhưng như sấm sét, khiến cả hai bên dừng lại, một người trung niên mặc áo đen, to lớn xuất hiện, tay khoanh sau lưng, hiện ra trên trời. Ôn Thương cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ từ người này, lập tức cảnh giác, ma tộc, hóa thần. Lời này vừa thốt ra, các tu sĩ nhân tộc lập tức lạnh sống lưng. Người trung niên lạnh lùng nhìn Ôn Thương, hừ lạnh lần nữa, lần này âm thanh to hơn, như nổ tung bên tai mọi người, ai cũng biến sắc. Khi người trung niên của ma tộc xuất hiện, lập tức có người trong ma tộc hô to nhung đôn đại nhân là nhung đôn đại nhân sau đó là tiếng gieo hò của ma tộc ha ha nhung đôn đại nhân cũng ra tay lần này chúng ta chắc thắng rồi ha ha nhân tộc yếu ớt làm sao là đối thủ của nhung đôn đại nhân lần này có thể thỏa sức giết chóc rồi nhân tộc ha ha nhìn đám ma tộc gieo hò ôn thương cảm nhận áp lực lớn ôn thương chỉ vào nhung đôn hét lớn ma tộc đừng kiêu ngạo đây là đông châu không phải nơi ngươi có thể làm càn nhung đôn nhìn các học viên trung châu sau đó quay sang ôn thương khiến hắn cảm thấy như bị một con rồng khổng lồ nhìn chằm chằm nhân tộc yếu ớt hèn hạ đáng chết dùng nguyên anh để bắt nạt kết đan kỳ nhân tộc đúng như lời đồn hèn hạ vô liêm sỉ chủng tộc thấp kém không nên tồn tại chỉ có thánh tộc chúng ta mới đáng làm chủ nhân của thế giới này nói xong nhung đôn rút ra một thanh đại đao loay sáng một luồng đao khí bùng lên không nói một lời chém về phía ôn thương đao quang bùng nổ đao ý mạnh mẽ lan tỏa như gió lạnh thổi qua khiến tu sĩ nhân tộc biến sắc một đao này Cả hoàng thành sẽ không còn tồn tại. Mặt Ôn Thương lại biến sắc, cảnh giới của đối phương thấp hơn hắn, nhưng sức mạnh bùng nổ khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Ôn Thương nhanh chóng triệu hồi vũ khí, một tòa tháp nhỏ. Một tiếng nổ lớn, đất trời rung chuyển, hoàng thành như xảy ra động đất cấp 13, vô số trận pháp vỡ nát, hủy diệt, gây ra nhiều vụ nổ khác. Vô số tu sĩ phun máu tươi, bị thương trong sóng xung kích từ đòn tấn công của hai người. Nhân Hồng Vũ dùng mình, sức mạnh của Hóa Thần còn đáng sợ hơn tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục thế này, không lâu nữa, sau vài hiệp, hoàng thành sẽ trở thành đống đổ nát nhưng cả hai bên đều biết rõ sức mạnh của mình nếu cứ đánh trong phạm vi này chưa đánh xong người của mình đã chết hết vì vậy cả hai đồng thời kéo chiến trường ra xa biến mất khỏi tầm mắt mọi người tiếng của ngao thương lại vang lên giết tranh thủ giết đám ma tộc này đám tu sĩ ma tộc giáp đen còn lại khoảng 1 phần ba gần như ai cũng bị thương đây là cơ hội tuyệt vời các học viên trung châu dù bị thương trong đợt xung kích vừa rồi nhưng hận thù với ma tộc ngút trời không giết chúng không thể nguôi giận giết mỹ phi dẫn đầu dơ kiếm lên muốn tấn công nhưng ngay lúc đó một giọng nói khác vang lên ôi chao không thể để các ngươi giết sạch hắc giáp thánh vệ của chúng ta được nếu không làm sao chúng ta báo cáo với thánh chủ đây khi âm thanh đó tắt một hóa thần khác của ma tộc xuất hiện mọi người dùng mình người này trông nhẹ nhàng như gió phong thái ung dung khuôn mặt mang nụ cười nhạt nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự tàn nhẫn muốn giết hắc giáp thánh vệ của chúng ta ngây thơ sau đó hắn vung tay lạnh lùng một luồng khí lạnh tỏa ra hướng về phía ngao thương mỹ phi và những học viên trung châu khác khí lạnh dường như đóng băng linh hồn họ khiến họ không thể động đậy ngao thương Mỹ Phi và các học viên Trung Châu suýt nữa thì chết khiếp, chẳng lẽ hôm nay là ngày tận số của chúng ta. Nhưng may mắn thay, một luồng sức mạnh ôn hòa xuất hiện, chặn lại đợt tấn công, một hóa thần khác của nhân tộc xuất hiện, ma tộc, đừng có làm cản. Ngao thương, Mỹ Phi và những người khác lập tức lui lại, không còn ý định giết tu sĩ ma tộc giáp đen nữa, gọi một lần là một hóa thần xuất hiện, ai mà chịu nổi. Các tu sĩ ma tộc giáp đen cũng làm tương tự, nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, những tu sĩ nhân tộc và ma tộc đang giao chiến ở xa cũng lùi lại, mỗi bên rút về vị trí của mình hóa thần ma tộc cười khẽ đã xuất hiện rồi mọi người cũng không cần giấu giếm nữa hãy quyết thắng bại tất cả ra đi một loạt bóng dáng mang theo khí tức mạnh mẽ xuất hiện sáu sau hóa thần tu sĩ nhân tộc nhìn thấy sáu hóa thần của ma tộc ai nấy đều dùng mình cộng thêm nhung đôn trước đó họ có tổng cộng bảy hóa thần nhưng điều khiến nhân tộc yên lòng là bên ma tộc có hóa thần bên nhân tộc cũng có và số lượng nhân tộc cũng tương đương không tính ôn thương cũng có sáu hóa thần tạo thành thế đối đầu một chọi một các hóa thần xuất hiện không nhiều lời tìm đối thủ của mình và bắt đầu chiến đấu dù hóa thần kéo chiến trường ra xa ra cao nhưng cả hai bên đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ cả thiên địa dung chuyển kinh hoàng núi non sụp đổ sông ngòi dậy sóng đất đai nứt toác vết nứt không ngừng mở rộng cuộc chiến giữa hóa thần của nhân tộc và ma tộc như cuộc chiến giữa chính và tà giữa thiện và ác khí tức kinh khủng đan sen khiến đất trời dung chuyển như tận thế tu sĩ hai bên đều lo lắng sợ rằng các đại lão sẽ hủy diệt cả thiên địa này nhân tộc bên này với vai trò minh chủ nhan hồng vũ căng thẳng đôi tay đầy mồ hôi nhìn trời xa xăm đến bước này chỉ có thể chờ đợi kết quả trận chiến. Nhưng theo thời gian, khuôn mặt của bên nhân tộc bắt đầu trở nên nặng nề, tình hình không thuận lợi cho nhân tộc. Thân thể của ma tộc cực kỳ mạnh mẽ, da dày thịt chắc, giống như có một lớp phòng thủ tự nhiên, và về sức mạnh thuần túy, nhân tộc cũng không bằng ma tộc. Trong giao chiến tầm xa, họ không chiếm được lợi thế, còn trong cận chiến, họ hoàn toàn yếu thế. Vì vậy, hóa thần nhân tộc chiến đấu rất vất vả, phải di chuyển liên tục, giữ khoảng cách, ngăn không cho ma tộc áp sát, nhưng dần dần, hóa thần nhân tộc không thể tránh khỏi rơi vào thế yếu tình hình đang diễn biến theo hướng bất lợi cho hóa thần nhân tộc tại hoàng thành mọi người đều nhìn về phía nhân hồng vũ minh chủ phải nhanh chóng nghĩ cách đúng vậy không thì các tiền bối gặp nguy hiểm nhân hồng vũ nhìn xa xăm ánh mắt bình thản nàng lắc đầu ta tin vào các tiền bối mọi người hãy bình tĩnh ngay lập tức có người bày tỏ sự bất mãn minh chủ lúc này người nói không có cách chúng ta phải làm sao đúng vậy minh chủ ma tộc tà nhẫn người phải tính đến tình huống xấu nhất người làm minh chủ không có phương án dự phòng sao giờ không nghĩ cách còn chờ đến khi nào Tình hình nguy cấp, áp lực ngày càng lớn, mọi người chút giận lên nhân hồng vũ, nhân hồng vũ không đáp, dường như ngầm thừa nhận. Điều này khiến mọi người càng thêm tức giận. Khi mọi người đang phẫn nộ, một giọng nói vang lên. Tình hình hiện tại dù có tôn ngộ không tái thế cũng không có cách. Mọi người quay lại, thấy ngao thương với áo quần đầy máu, trông rất thảm hại, lại là tên vô dụng này, nhiều tu sĩ đông châu thầm khinh bỉ. Ngao thương cũng nhận thấy ánh mắt này, trong lòng cam phẫn, đáng chết, lần này nhất định phải tìm lại thể diện. Vì vậy, hắn cắn răng chịu đau, không lo chữa trị đứng trước mọi người chỉ vào nhân hồng vũ nàng không có cách ta có khi ngao thương đột nhiên nói hắn có cách không khỏi khiến mọi người kinh ngạc ngao thương ngươi có cách gì chẳng lẽ ngươi có vũ khí bí mật đừng cho chúng ta hy vọng rồi lại thất vọng nhìn những ánh mắt nghi ngờ của mọi người ngao thương cảm thấy không thoải mái những tên khốn này ta chẳng phải chỉ chịu thiệt chút xíu thôi sao cần gì phải khinh thường thế hắn hừ một tiếng trừng mắt nhìn mọi người rồi lạnh lùng nói tình thế hiện tại chỉ cần thêm một vị hóa thần xuất hiện đủ để đảo ngược tình thế nghe vậy mọi người đều cảm thấy khinh thường gì, cách này ai mà chẳng biết, thậm chí có người còn cười lạnh, nói móc, ngao thương, cách này ai mà không biết, đừng nói là hóa thần, trước đó chúng ta còn có một vị luyện hư. Nghe vậy, ngao thương muốn giết người. Nhan Hồng Vũ mang theo vài phần hy vọng hỏi, ngao thương, ngươi có mang theo vị hóa thần nào không? Lời này khiến nhiều người phấn chấn, ngay lập tức, ánh mắt của mọi người nhìn ngao thương thay đổi, trở nên nhiệt tình, như nhìn thấy báu vật vô giá. Ngao thương không phủ nhận, ngạo nghễ nói, năm nhà ba phái của chúng ta thực sự có một vị hóa thần đến đây chỉ cần người đó ra tay tình thế sẽ đảo ngược ngay được ngao thương khẳng định mọi người lập tức trở nên hưng phấn nhân tộc có thêm một vị hóa thần là thắng lợi trong tay những người lanh lợi lập tức nịnh nọt ngao thương quả nhiên ta biết ngao thương không làm chúng ta thất vọng có ngao thương chúng ta không cần lo lắng đúng vậy ngao thương thật xa nhìn chúng ta khâm phục ừ một lũ gió chiều nào theo chiều ấy ngao thương trong lòng khinh bỉ đúng là đám dân quê gió chiều nào theo chiều ấy nhân hồng vũ cười hỏi ngao thương không biết vị tiền bối đó đang ở đâu chúng ta thực sự cần hắn ra tay đánh bại ma tộc ngao thương nói đến công tôn tử nhưng khi nói ra hắn mới nhận ra với tính cách của công tôn tử muốn hắn ra tay có vẻ khó khăn công tôn tử kiêu ngạo đôi khi không nể mặt cả công tôn liệt nếu công tôn tử không ra tay thể diện của hắn lại bị mất trong lúc ngao thương băn khoăn một tiếng hử lạnh vang lên công tôn tử xuất hiện trước mặt mọi người khí tức trên người hắn không hề che giấu lan tỏa khắp nơi sức mạnh mạnh mẽ khiến mọi người không thể đứng thẳng hóa hóa thần mọi người kinh ngạc kính sợ Hóa thần như vậy, không hổ là người Trung Châu, quá đáng sợ. Ngao Thương nói với Công Tôn Tử, "Công Tôn huynh, tình thế hiện tại chỉ có ngươi ra tay mới có thể thắng được, dù sao cũng vì nhân tộc." Công Tôn Tử hừ lạnh lần nữa, khinh bỉ nhìn mọi người, "Nếu không phải đại ca có lệnh, ta không thèm quan tâm đến sống chết của các người. Lời này khiến Ngao Thương vui mừng, chỉ cần Công Tôn Tử chịu ra tay, công lao này sẽ thuộc về hắn, thể diện vừa rồi bị mất sẽ được khôi phục ngay. Mỹ Phi sau khi xử lý xong vết thương, từ xa đi tới, biết Công Tôn Tử định ra tay, nàng rất ngạc nhiên tên này khi nào dễ nói chuyện thế sau khi nghe ngao thương giải thích mỹ phi hiểu tại sao công tôn từ chịu ra tay công tôn từ là người của năm nhà ba phái đại diện cho công tôn ra đối phó với ma tộc công tôn từ không cứu công tôn ra sẽ bị thế gian phỉ nhổ công tôn từ chọn thời điểm này ra tay cũng để công tôn ra kiếm được tiếng tốt vì vậy không cần ngao thương khuyên nhủ công tôn từ cũng sẽ chủ động ra tay có công tôn từ ra tay tình hình đã ổn định công tôn từ đồng ý ra tay ngao thương cười tươi thậm chí quên cả vết thương trên người chỉ cần công tôn từ ra tay công lao thuộc về hắn thể diện cũng được hồi phục. Công Tôn Từ nhìn cuộc chiến ở xa, cười lạnh, liếc nhìn mọi người, toàn là một đám phế vật, đúng là dân quê, hóa thần mà chỉ có thế này. Khi Công Tôn Từ định ra tay, đột nhiên hắn nhìn về phía xa, một lão giả từ xa bay đến, tốc độ không nhanh, nhưng khiến mọi người có cảm giác như một ngọn núi lớn đè xuống. "Hóa thần!" có người kêu lên, khí tức từ lão giả khiến nhiều người biến sắc, sao lại có thêm một hóa thần xuất hiện. Khi lão giả càng gần, nhìn rõ mặt, có người không kìm được kêu lên, "Lão tổ Đoan Mộc, hắn cũng là hóa thần!" hắn khi nào đột phá giấu kỹ thật bảo sao đoan mộc ra lại kiêu ngạo mọi người kinh ngạc sau đó nhiều người quay sang nhìn nhân hồng vũ nhân hồng vũ cũng biến sắc tay nhanh chóng nắm chặt một thứ gì đó trong lòng bàn tay nhân hồng vũ nhìn lão tổ đoan mộc ngày càng tiến lại gần trong lòng nàng căng thẳng tột độ phù lão tổ đoan mộc nhẹ nhàng hạ xuống áp lực mạnh mẽ bao trùm toàn trường khiến nhân hồng vũ như đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ ánh mắt lão tổ đoan mộc quét qua mọi người cuối cùng dừng lại ở nhân hồng vũ nhưng lão tổ Đoan Mộc không động thủ, chỉ nhìn sâu vào công tôn tử đứng bên cạnh, sau đó lạnh lùng hỏi Nhân Hồng Vũ: "Ngươi là minh chủ, chuyện của Đoan Mộc ra ngươi định giải quyết thế nào?" Nhân Hồng Vũ cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này tiền bối có thể đi tìm Lữ công tử hỏi rõ." Nghe vậy, trong mắt lão tổ Đoan Mộc lóe lên sát khí, dùng hắn để dọa ta sao? Nhưng chẳng bao lâu sau, lão đột ngột thu lại sát khí, mỉm cười, khiến người ta như tắm gió xuân: "Hiện tại ma tộc đang xâm lược, đại địch trước mắt, ta sẽ giúp trước giải quyết ma tộc." Nghe vậy, mọi người kinh ngạc ngay cả công tôn tử ngao thương mỹ phi cũng không khỏi ngạc nhiên lão tổ đoan mộc đến đây không phải để trả thù cho hậu bối nhan hồng vũ cũng bất ngờ nàng nói tiền bối ngươi lão tổ đoan mộc lạnh lùng nói chuyện giữa ta và ngươi là ân oán cá nhân ma tộc là chuyện đại nghĩa của nhân tộc ta phân rõ công tư không vì tư thù mà bỏ đại nghĩa mọi người không khỏi kính phục nhiều người cúi đầu chào lão tổ đoan mộc tiền bối đại nghĩa chúng ta kính phục nhan hồng vũ cũng không ngờ lão tổ đoan mộc lại có đạo đức cao thượng như vậy nàng cúi chào sau trận chiến này ta nhất định sẽ cho tiền bối một lời giải thích thỏa đáng. Tốt nhất là như vậy, lão tổ Đoan Mộc mỉm cười, nhìn sang Công Tôn Tử, "Công Tôn huynh, chúng ta cùng ra tay nào." Công Tôn Tử không vui, hừ một tiếng, không thèm để ý đến lão tổ Đoan Mộc, lão tổ Đoan Mộc xuất hiện đã làm lu mờ ánh hào quang của hắn, Công Tôn Tử bước đi một bước, biến mất tại chỗ, lão tổ Đoan Mộc mỉm cười, theo sau. Nhân tộc vô cùng phấn khích, có người thậm chí muốn đốt pháo ăn mừng, thêm một hóa thần đã đủ để thắng lợi chắc chắn, giờ thêm hai hóa thần, ma tộc không chết vài tên hóa thần thì không xong. Mọi người lập tức truyền tin tức này, tu sĩ Đông Châu nghe thấy liền rộn ràng, vô số người vui mừng, chạy báo tin khắp nơi. Tại chỗ Nhân Hồng Vũ, một số người bắt đầu nịnh nọt ngao thương, Mỹ Phi vẫn là ngao thương giỏi, không hổ là người Trung Châu đại tộc, ta thấy Công Tôn huynh cũng vì nể mặt ngao thương mà ra tay. Ngao thương đúng là cứu tinh của chúng ta, trong mắt tu sĩ Đông Châu, ngao thương và Công Tôn Tử là cùng một phe, không thể nịnh nọt Công Tôn Tử thì nịnh nọt ngao thương. Nghe lời nịnh nọt, ngao thương ngạo nghễ đứng đó, mắt lộ vẻ khinh thường, một lũ không có hiểu biết đây còn chưa phải là hóa thần của nhà ta nếu là hóa thần của nhà ta đến các ngươi không phải quỳ xuống liếm sao? nhưng hiện tại công tôn từ đang giúp hắn lấy lại thể diện hắn cũng hết lời khen ngợi công tôn từ công tôn huynh là thiên tài của công tôn gia là đệ nhị cao thủ của thế hệ trẻ công tôn gia ở độ tuổi này đã là hóa thần hỏi thử các ngươi đông châu có ai sánh được không ở các châu khác có ai làm được một hóa thần trẻ tuổi như vậy không có tiền lệ nhưng nói đến đây ngao thương ngậm miệng lại hắn đổi giọng ngạo nghễ nói dù sao có công tôn huynh ra tay không cần đến lão giả đoan mộc trận chiến này cũng kết thúc hắn đến từ yến châu số ma tộc chết dưới tay hắn không đếm xuể nghe ngao thương khen ngợi công tôn từ mọi người càng thêm kính trọng nghe có vẻ thật lợi hại nói đến đây hắn đắc ý nói với nhân hồng vũ hừ tưởng hắn bỏ đi thì ta không có cách sao đừng coi thường năm nhà ba phái chúng ta nhân hồng vũ không nói nhưng mặt không cười chứng tỏ nàng rất phiền muộn nhìn nhân hồng vũ xinh đẹp phiền muộn ngao thương thấy rất sảng khoái hắn tiếp tục nói đúng rồi ngươi nên nghĩ cách giải quyết với đoan mộc gia đúng vậy thực sự phải có lời giải thích nói thật vị công tử kia làm hơi quá chỉ là nói vài câu đùa giỡn thôi mà cần gì giết người mỹ phi đứng bên cạnh cười lạnh nhắc nhở nhân hồng vũ ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn nếu không đến lúc bị hắn liên lụy hối hận không kịp ngao thương nói với các tu sĩ xung quanh các vị ta nghĩ sau trận này các ngươi nên đổi minh chủ ngao thương vừa mở miệng mọi người lập tức hiểu ra ngao thương nghĩ một chút để chắc chắn hơn hắn cười nhạt nhìn nhan hồng vũ nhan cô nương ngươi thấy sao ta nghĩ ngươi có khả năng làm phó minh chủ nhưng vị trí minh chủ cần tài năng xuất chúng nếu không chỉ hại người hại mình, hắn lắc đầu, đắc ý chờ câu trả lời của Nhân Hồng Vũ. Vừa nghe Ngao Thương nói, nhiều người lập tức hưởng ứng, đúng vậy, Ngao Thương công tử nói đúng, cần phải chọn người có năng lực lên thay, thật ra ta nghĩ nếu Ngao Thương công tử làm minh chủ thì tốt biết mấy, đúng vậy, thế là tốt nhất. Ngao Thương cười nhạt, ta không có đủ khả năng, các ngươi chọn người khác đi, ta nghĩ bây giờ có thể chọn vài người phù hợp để mọi người quyết định. Trước lời bàn tán của mọi người, Nhân Hồng Vũ không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói, cứ chờ xong trận này rồi nói. Phương Hiểu cũng tán thành, dù sao bây giờ trận chiến còn chưa kết thúc, ai biết được có chuyện gì xảy ra. Ngao Thương nghe vậy, không nhịn được cười lớn, ha ha, tình hình hiện tại, ma tộc có thể làm nên trò gì, ma tộc mà có thể lật ngược tình thế, ta sẽ. Không ngờ, hắn chưa kịp nói hết, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng gầm, giọng công tôn từ đầy phẫn nộ và kinh hãi, lão già chết tiệt, ngươi dám đánh lén ta. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì lão tổ Đoan Mộc cười lớn, ha ha, ngươi tưởng ngươi giỏi lắm sao, chỉ có vậy thôi. Lão già chết tiệt, ngươi dám đầu hàng ma tộc lão tổ đoan mộc đầu hàng ma tộc lại còn đánh lén công tôn tử nhân hồng vũ và các tu sĩ đông châu biến sắc chuyện này thật tồi tệ công tôn tử bị đánh lén tức là đã mất đi sức chiến đấu lực lượng suy giảm nhân tộc gặp nguy hiểm ha ha để ta giết ngươi lấy đầu ngươi đi lĩnh thưởng tiếp đó từ xa chuyển đến những giao động mạnh mẽ công tôn tử và lão tổ đoan mộc giao chiến mọi người căng thẳng chờ đợi nhưng rồi nghe thấy tiếng cười lớn của lão tổ đoan mộc ngươi chạy đâu lòng mọi người trùng xuống có vẻ công tôn tử thua phải bỏ chạy chuyện này ngao thương Mị Phi và những người khác sững sờ, họ không biết nói gì nữa, Nhan Hồng Vũ và những người khác cũng vậy. Tất cả đều hiểu tại sao lão tổ Đoan Mộc lại đầu hàng, với một tồn tại luyện hư kỳ, cũng không trách lão tổ Đoan Mộc phải đầu hàng ma tộc, không đầu hàng thì đợi chết sao, hắn đúng là liều lĩnh, đúng vậy. Giết Đoan Mộc Thanh và con trai, ép một vị hóa thần phải phản bội, làm việc quá tuyệt tình, giờ thì sao đây? Lại có cơ hội khinh thường Lữ Thiếu Khanh, Mị Phi lập tức mở miệng, tích cực vô cùng, hắn giết Đoan Mộc Thanh và con trai, sau đó phủi tay bỏ đi, khiến mọi người chịu khổ phương hiểu lên tiếng bảo vệ lữ thiếu khanh nhắc nhở mỹ phi lữ công tử rời đi vì có người không muốn hắn ở lại đây mỹ phi hừ lạnh ngươi nói ai đó hắn tự mình nhát gan bỏ đi không liên quan đến chúng ta phương hiểu cười nhẹ ta có nói ai đâu đừng vội nhận tội ngao thương lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người nhìn về phía xa sắc mặt nghiêm trọng đừng cãi nữa nghĩ cách đi nếu không chúng ta đều chết ở đây công tôn từ bỏ chạy nếu lão tổ đoan mộc quay lại không ai chống nổi hắn nhưng điều gì phải đến sẽ đến chẳng bao lâu từ xa vang lên một tiếng hú lão tổ đoan mộc xuất hiện trước mặt mọi người từ trên cao nhìn xuống giống như tử thần giáng lâm tất cả tu sĩ nhân tộc cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân tay chân lạnh buốt nhiều người tuyệt vọng nghĩ rằng lần này coi như xong ha ha có ai muốn đầu hàng không đột nhiên lão tổ đoan mộc cười vẻ mặt thoải mái thánh chủ rất coi trọng nhân tài của nhân tộc ta cho các ngươi ba xuất đầu hàng nhưng hắn dừng lại sát khí như thủy triều tràn tới chỉ vào nhan hồng vũ nàng phải chết ai giết nàng ta cho phép hắn đầu hàng tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nhân hồng vũ đầy thương hại lạnh lùng chế giễu thậm chí là hung ác gần như tất cả ánh mắt đều tập trung vào nhân hồng vũ áp lực đè nặng lên nàng có thể tưởng tượng được nhân hồng vũ cảm nhận được áp lực lớn nhưng nàng không hoảng sợ nàng đứng lên không sợ hãi nhìn thẳng vào lão tổ đoan mộc đoan mộc tiền bối ngươi làm như vậy không sợ bị người đời khinh bỉ sao khinh bỉ lão tổ đoan mộc cười lớn sau đó khuôn mặt trở nên hung ác nếu không phải vì người tình của ngươi giết con cháu ta ta cần phải làm thế này sao tất cả đều vì hắn mà ra cũng vì ngươi mà ra nếu ngươi ngoan ngoãn trở thành người của Đoan Mộc gia ta, sự việc đã không đến mức này. Nhân Hồng Vũ muốn phản bác, nhưng nàng cần thời gian, tạm thời không muốn chọc giận lão tổ Đoan Mộc. Nàng nói tiếp, Đoan Mộc tiền bối quay đầu là bờ. Ha ha ha, lão tổ Đoan Mộc cười lớn, nhưng nghe được một câu chuyện hài hước, tiếng cười lớn cắt ngang lời nói của Nhân Hồng Vũ. Hắn cười vài tiếng rồi khuôn mặt trở nên hung ác, quay đầu là bờ. Ngươi nói với ta quay đầu là bờ như vậy, ta nhất định phải chết. Nhân Hồng Vũ cười khổ, có vẻ thật đáng thương lão tổ đoan mộc hơi dịu sắc mặt nhưng vẫn hung ác đáng sợ hắn nghiến răng nói đúng vậy ngươi nhất định phải chết không thể thương lượng hơn nữa người của lữ thiếu khanh cũng phải chết nhan hồng vũ nói tiếp ta chết ngươi có thể tha cho những người khác không nhiều người nhìn nhan hồng vũ với ánh mắt khác đến lúc này nàng vẫn nghĩ cho mọi người danh xưng minh chủ nàng xứng đáng nhan hồng vũ muốn dùng mạng mình để đổi lấy con đường sống cho mọi người khiến họ cảm kích vô cùng dù sao ít nhất đến hiện tại nàng vẫn là một minh chủ xứng đáng lão tổ đoan mộc cười lạnh vài tiếng nhìn nhân hồng vũ không giấu sát ý ngươi tự kết liễu đi còn có thể giữ được toàn thây nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây phương hiểu không thể chịu đựng được nữa lữ thiếu khanh đã nhờ nàng giúp đỡ nhan hồng vũ lúc này nàng phải đứng ra phương hiểu đối mặt với lão tổ đoan mộc khuôn mặt bình tĩnh không chút sợ hãi tiền bối ngươi không thấy mình quá đáng sao là hóa thần lại đến đây bắt nạt những tu sĩ cấp thấp như chúng ta lão tổ đoan mộc nghe vậy lại cười lớn ha ha quá đáng quá đáng thì sao lão tổ đoan mộc nhìn phương hiểu như nhìn một kẻ ngốc phương hiểu lớn tiếng hơn như muốn nói cho lão tổ đoan mộc nghe cũng như nhắc nhở mọi người khác lữ công tử tuy rời đi nhưng không có nghĩa là hắn không trở lại nhưng lời này không những không làm lão tổ đoan mộc sợ mà còn khiến hắn cười lớn hơn vậy sao hắn không quay lại thì tốt nếu hắn quay lại hắn sẽ chết chắc đối mặt với lão tổ đoan mộc phương hiểu cũng cảm thấy bất lực thực lực yếu kém nói gì cũng vô ích nàng không cam lòng chẳng lẽ cứ thế sao lúc phương hiểu đang khó xử nhan hồng vũ đặt tay lên vai nàng rồi nói để ta xử lý chuyện này nhan hồng vũ chuẩn bị nói lão tổ đoan mộc mất kiên nhẫn đừng lải nhải nữa nếu ngươi còn lằng nhằng đừng trách ta không khách sáo nhan hồng vũ mỉm cười tự tin nói đoan mộc tiền bối để ta nói nốt câu cuối hừ cũng được lão tổ đoan mộc lúc này cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay không sợ nhan hồng vũ dở trò hắn cười lạnh ta xem ngươi định dở trò gì có chiêu gì cứ đem ra đoan mộc tiền bối ngươi tự tin như vậy là vì ngươi cho rằng mình đã thắng chắc ha 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 lão tổ đoan mộc nghe xong lại cười lớn hôm nay hắn cười nhiều nhất nhưng không sao vui vẻ mà vui vẻ thì nên cười đúng vậy các ngươi ở đây không có hóa thần, ai có thể cản ta." Nhân Hồng Vũ thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc, "Nếu ta nói vẫn còn một hóa thần thì sao?" "Chuyện gì?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều biến sắc, lão tổ Đoan Mộc cũng biến sắc. Nếu Nhân Hồng Vũ còn ẩn giấu một hóa thần, kế hoạch của hắn sẽ bị phá hỏng. Lão tổ Đoan Mộc không nói nhiều, giơ tay lên, định ra tay với mọi người trước mặt. Đột nhiên, một giọng nói từ xa truyền đến, "Đoan Mộc Kình Thiên, lâu rồi không gặp." Sau đó, một bóng người từ từ xuất hiện. Đoan Mộc lão tổ nhìn thấy người này, cơ thể không kìm được run lên, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, hắn thất thanh kêu lên, "Địch Bình Châu." Nghe thấy tên này, một số người xung quanh tỏ ra bối rối, tên này thật xa lạ, nhưng một số người lớn tuổi hơn thì sững lại, rồi cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, "Địch Bình Châu, đại trưởng lão của Ngọc Đình phái, là hắn sao? Hắn cũng đã là hóa thần rồi, vớ vẩn, hắn từ lâu đã là nguyên anh tầng 9 rồi, những năm gần đây đạo pháp tiến bộ, hắn không thành hóa thần thì mới là chuyện lạ, hắn mạnh hơn Đoan Mộc lão tổ nhiều." Đoan Mộc lão tổ chức hắn chỉ là hậu bối, chúng ta được cứu rồi. Đây, đây là con bài cuối cùng của minh chủ sao minh chủ đã gọi cứu binh sao có người khẽ kêu lên nhắc nhở mọi người mọi người đều nhìn về phía nhân hồng vũ lúc này khuôn mặt nàng điềm tĩnh đứng im lặng tựa như một đóa hoa nở lặng lẽ mọi người chợt nhận ra họ đã bị nhân hồng vũ lừa rồi thực tế nhân hồng vũ đã chuẩn bị sẵn cứu binh từ ngọc đỉnh phái để tránh tiết lộ thông tin địch bình châu chắc chắn đã ở xa sau khi nhận được tín hiệu của nhân hồng vũ liên lập tức đến đây, cuộc trò chuyện với Đoan Mộc Lão Tổ vừa rồi chỉ là thủ đoạn kéo dài thời gian của nàng. Sau khi hiểu ra, nhiều tu sĩ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhân Hồng Vũ. Đáng, đáng chết, nha đầu thối, ta nhất định sẽ giết người. Địch Bình Châu hừ lạnh, Đoan Mộc Kình Thiên, ngươi nghĩ ta đã chết sao? Không ngờ ngươi lại phản bội nhân tộc, trở thành chó săn của ma tộc. Rất tốt, thù mới hận cũ, hôm nay chúng ta cùng giải quyết. Ta sẽ giết các ngươi. Đoan Mộc Lão Tổ đột nhiên hét lớn, khí tức bùng lên. Địch Bình Châu cũng lập tức ra tay, nhưng không ngờ Đoan Mộc Lão Tổ lại chỉ làm động tác giả quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu, Địch Bình Châu lập tức đuổi theo, truy sát, tình hình không ngừng đảo lộn, khiến mọi người kinh hãi, không ngờ Nhan Hồng Vũ còn có quân bài ẩn. Cứu bọn họ, Minh Chủ, thật uy phong, vẫn là Minh Chủ lợi hại, nếu không có Minh Chủ, chúng ta đều tiêu đời rồi, sau lần này, mọi người càng tin tưởng Nhan Hồng Vũ hơn. Chuyện đổi Minh Chủ gì đó, mọi người chỉ coi như chưa từng xảy ra. Nhan Hồng Vũ cũng không kìm được thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn kịp, lúc này Nhan Hồng Vũ mới dám thả lỏng, nhưng vừa thả lỏng, nàng chợt cảm thấy mệt mỏi dã rời, Nàng có ý định nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng Nhan Hồng Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía xa. Trời đất vẫn không ngừng rung chuyển, cuộc chiến ở xa vẫn chưa kết thúc, giọng của địch Bình Châu vang vọng trong không trung, Đoan Mộc Kình Thiên, ngươi tâm địa xấu xa, muốn hại Ngọc đỉnh phái ta, nhà ngươi có ngày hôm nay là tự tìm lấy, ngươi phản bội nhân tộc, đầu hàng ma tộc, hôm nay ta nhất định phải trừ khử ngươi vì Đông Châu. Đoan Mộc lão tổ, hay là Đoan Mộc Kình Thiên, giọng đầy phẫn nộ vang lên, ngươi ít nói nhảm ở đây, thành công thì làm vua, thất bại thì làm giặc đợi ta thắng rồi, mọi chuyện sẽ do ta viết lại. Nhan Hồng Vũ cũng rất lo lắng, một tu sĩ có mắt tinh phát hiện sự lo lắng của nàng, lập tức an ủi, minh chủ không cần lo lắng, địch tiền bối mạnh hơn Đoan Mộc lão tặc nhiều, có người mở lời, những người khác không chịu thua kém, liên tiếp lời, đúng vậy, địch tiền bối nổi danh Đông Châu hai ba trăm năm trước, lúc đó Đoan Mộc lão tặc chỉ là một kết đan kỳ nhỏ bé, những năm gần đây thiên địa biến đổi, Đoan Mộc lão tặc mới đột phá hóa thần, nhưng căn cơ không thể so với địch tiền bối, minh chủ cảnh giới cũng rất tốt, chỉ cần thêm thời gian, nhất định có thể vượt qua đoan mộc lão tặc đoan mộc lão tặc này sao có thể so với minh chủ lời khen ngợi vang lên không dứt một đám người theo gió đung đưa theo ngao thương mỹ phi nhìn mà không hài lòng quả nhiên là đám người quê mùa những lời khen thật thối nhìn đám người vây quanh nhan hồng vũ khiến mỹ phi trong lòng không vui nàng lạnh lùng nói đừng vội mừng quá sớm trận chiến còn chưa kết thúc mọi chuyện đều có thể xảy ra lập tức có người phản bác mỹ phi cô nương lời này sai rồi địch tiền bối mạnh hơn đoan mộc lão tặc khoảng cách giữa hai người không phải là nhỏ đúng vậy đoan mộc lão tặc không thể đánh lại địch tiền bối chỉ cần địch tiền bối xử lý xong đoan mộc lão tặc sau đó hỗ trợ những người khác chúng ta chắc chắn thắng sự phản bác của mọi người khiến mị phi tức muốn nổ tung lúc này từ xa chuyển đến giọng nói của địch bình châu chết đi à tiếng hét đau đớn của đoan mộc kình thiên vang lên mọi người vui mừng chúng ta thắng chắc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đoan mộc kình thiên mọi người vui mừng khôn xiết có người còn cố ý nói với mị phi mị phi cô nương ngươi xem đoạn mộc lão tặc căn bản không phải là đối thủ của địch tiền bối chúng ta có thể yên tâm rồi sắc mặt Mị Phi trở nên khó coi đến cực điểm, trong lòng nàng thậm chí còn chửi rủa Đoan Mộc Kình Thiên không ra gì, loại phế vật như thế mà còn dám học người ta ra ngoài vênh váo. Nhân Hồng Vũ và những người khác cũng lộ ra vẻ vui mừng, địch Bình Châu đánh bại Đoan Mộc Kình Thiên, sau đó đi hỗ trợ những người khác, như vậy nhân tộc nhất định sẽ thắng. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng bao lâu, Đoan Mộc Kình Thiên bị thương kinh hoàng hô lên, đại nhân cứu mạng. Mọi người còn đang sững sờ thì một giọng nói vang lên, đúng là phế vật. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ như một vụ nổ vô hình sẽ toạc bầu trời những vị hóa thần nhân tộc đang chiến đấu ở phía xa đồng loạt rên lên một tiếng bị gián đoạn rồi ngay sau đó bị đối thủ thừa cơ tấn công chẳng mấy chốc tất cả đều phun máu lần lượt bị đánh bại luyện luyện hư kỳ có người kinh hãi kêu lên tiếng kêu thảm thiết và sợ hãi nhân tộc vất vả lắm mới chiếm được ưu thế kết quả bây giờ lại xuất hiện một ma tộc luyện hư thế này còn chơi cái gì nữa có hy vọng rồi lại tuyệt vọng thế này thì chẳng mấy ai chịu nổi xuất hiện một luyện hư các vị hóa thần nhân tộc đã không còn ý chí chiến đấu Họ thi triển các loại thủ đoạn, đẩy lùi đối thủ rồi nhanh chóng rời đi. Trong số những vị hóa thần nhân tộc xuất hiện, chỉ có Địch Bình Châu và Ôn Thương lùi về hoàng thành, những vị hóa thần khác đều rời đi. Ngao Thương, Mỹ Phi và những người khác cũng tuyệt vọng vô cùng, không phải nói rằng hướng tấn công chủ lực của ma tộc là ở Yến Châu sao, sao lại xuất hiện Luyện Hư ở đây? Luyện Hư ở Đông Châu đâu? Có người hoảng sợ kêu lên, phải làm sao bây giờ? Mọi người lộ vẻ cay đắng, không ít người nhìn về phía Nhân Hồng Vũ. Nhân Hồng Vũ cũng cảm thấy cay đắng vô cùng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng bây giờ ngay cả nàng cũng không có cách nào sự việc đã đến bước này ngoài chờ chết còn có thể làm gì áp lực lớn khiến phương hiểu không nhịn được thở dài giá như lữ công tử vẫn còn ở đây thì tốt lời của phương hiểu ngay lập tức hơi dậy nỗi oán hận của nhiều người mọi người cảm thấy tuyệt vọng không ít người lập tức đổ lỗi cho ngao thương và mỹ phi nếu không phải tại các ngươi thì vị công tử kia sao có thể rời đi ngao thương nổi giận muốn hắn gánh tội sao hắn tức giận quát liên quan gì đến ta là hắn nhất gan bỏ chạy có người hỏi nhân hồng vũ minh chủ vị công tử kia thực sự đã rời đi sao liệu có phải hắn đùa giỡn với ngươi không nhan hồng vũ lắc đầu theo những gì ta biết lữ công tử đã rời khỏi đông châu lời này khiến vẻ tuyệt vọng trên mặt mọi người càng thêm nặng nề chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến không ít người tức giận nhìn ngao thương và những người khác lại tiếp tục đổ lỗi cho ngao thương và nhóm của hắn tất cả là tại họ nếu không thì chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng thế này đúng chính xác người đông châu thật kiêu ngạo ngao thương và mỹ phi tức giận vô cùng trong lòng rất bực bội nhưng đồng thời trong lòng họ cũng có chút hối hận nếu biết trước thế này thì lúc đó họ đã không làm những việc này nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi tám vị hóa thần bao gồm cả đoan mộc kình thiên lạnh lùng xuất hiện trước mặt họ không chút kiêng rè phát ra khí thế mạnh mẽ của mình linh lực mạnh mẽ không ngừng công kích phòng thủ của hoàng thành trận pháp phòng thủ không ngừng phát ra ánh sáng chói lòa lắc lư sắp đổ tất cả các tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật nhào chúng ta sắp chết rồi sao có người kinh hãi linh hồn cũng run rẩy khi mọi người cảm thấy trời sắp sụp đổ một bóng người từ từ xuất hiện trước hoàng thành xuất hiện trước mặt mọi người hắn nhẹ nhàng liếc mắt hơi thở của mọi người như ngừng lại áp lực vô hình mạnh mẽ khiến tu sĩ nhân tộc không dám thở mạnh tám vị hóa thần lập tức thu liễm khí tức của mình trước mặt hắn hơi cúi đầu lộ vẻ cung kính đồng thanh hô lớn hàn trương đại nhân các tu sĩ ma tộc ở xa cũng đồng thanh hô lớn bái kiến hàn trương đại nhân tiếng hô vang dội tràn ngập trời đất sắc mặt các tu sĩ nhân tộc tái nhợt khí thế cao ngất như vậy dù có đánh lên họ cũng không đánh lại ma tộc hàn trương khoanh tay sau lưng trong mắt toát lên vẻ lạnh lùng sâu thẳm, tỏa ra sự mạnh mẽ và kinh khủng của bậc thượng nhân, sau khi tạo đủ áp lực cho phía nhân tộc, hắn mới từ từ mở miệng, "Lữ Thiếu Khanh, ở đâu?" Giọng nói của Hàn Trương tuy nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy bá đạo. Mọi người cũng hiểu rõ rằng hắn đến đây là để tìm Lữ Thiếu Khanh, những người khác hoàn toàn không được hắn để mắt tới, không ai dám nói gì. Ngay cả địch Bình Châu và Ôn Thương, dù là hóa thần, cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng, thấy không ai lên tiếng, Hàn Trương nhíu mày, không hài lòng hừ lạnh một tiếng, "Lũ người nhát gan, các ngươi đều điếc hết rồi sao?" trong thời khắc quan trọng nhan hồng vũ bước lên phía trước nàng lấy hết dũng khí kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng tiến vài bước đối diện với hàn trương nói tiền bối lữ công tử đã rời khỏi nơi này rồi rời khỏi rồi hàn trương lập tức nhíu mày nghe thấy lữ thiếu khanh đã rời khỏi đây dù không nói ra nhưng mọi người đều cảm thấy hàn trương có vẻ thất vọng ngừng lại vài giây hắn nhìn những người đang lo lắng nhìn mình nhẹ nhàng nói hãy đầu hàng ta có thể quyết định tha cho các ngươi một mạng lời hàn trương vừa dứt nhiều người lòng rung động có người mặt lộ vẻ đắng cay phẫn nộ nhưng cũng không ít người ánh mắt lóe lên do dự Nhân hồng vũ dù cảm nhận được áp lực lớn nhưng nét mặt nàng vẫn kiên định lắc đầu nói với hàn trương tiền bối xin thứ lỗi ta không thể tuân lệnh hàn trương hơi ngạc nhiên ngươi không sợ chết sao Nhân hồng vũ khẽ cười nụ cười có chút bi thảm và oai hùng dù sợ đến đâu có những việc cũng không thể làm được đúng không chẳng lẽ vì sợ chết mà vứt bỏ lòng tự trọng hèn nhát làm một con chó sao lời nói này đâm sâu vào lòng đoan mục kình thiên mặt hắn đỏ bừng không nhịn được mà gào lên, nha đầu thối, đại nhân cho ngươi cơ hội đầu hàng là phúc phận của ngươi, đừng có không biết điều. nhân hồng vũ thậm chí không thèm nhìn đoan mộc kình thiên một cái, nếu không phải tại hắn phản bội, tình hình chưa chắc đã tệ đến mức này. hàn trương nhíu mày, không vui nói, ta đang nói, khi nào đến lượt ngươi chen lời. một tiếng hừ lạnh, đoan mộc kình thiên như bị đánh mạnh, phun ra máu tươi. hắn hoảng sợ cúi đầu, không dám nói thêm một lời, nhưng ánh mắt của hắn đầy oán hận không thể che giấu. sau đó, hàn trương lại nói với nhân hồng vũ, ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu không đồng ý tất cả mọi người ở đây đều phải chết. vô số người trong lòng run rẩy, một số người muốn lên tiếng bảo nhân hồng vũ đừng tùy tiện quyết định thay người khác. nhân hồng vũ vẫn kiên định lắc đầu, chỉ có cái chết mà thôi. hàn trương thấy vậy cũng không nói thêm gì. với thân phận của hắn, việc lên tiếng thuyết phục đã là rất nể mặt rồi. nhân hồng vũ không nể mặt, nếu hắn tiếp tục thuyết phục sẽ rất mất giá. hắn quay người lại, nói, động thủ đi. các vị hóa thần ma tộc, bao gồm đoan mục kình thiên, không kìm nổi sự hưng phấn. tuy nhiên phong tuyến của nhân tộc tuy nhìn rất hùng vĩ đối với các hóa thần mà nói chỉ cần bỏ ra chút công sức là có thể phá hủy hoàn toàn hóa thần ma tộc cười giọng nói mềm mại như rắn độc thẻ lưỡi ha ha nhân tộc đại nhân đã cho các ngươi cơ hội các ngươi không biết quý trọng đừng trách chúng ta hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây dùng máu của các ngươi để tuyên bố sự trở lại của thánh tộc chúng ta các hóa thần khác cũng cười ánh mắt họ đầy sự hung ác và tàn nhẫn ha ha họ cười lớn không kiêng rẻ phát ra khí tức của mình áp lực mạnh mẽ không ngừng tấn công hoàng thành trận pháp phòng thủ của hoàng thành liên tục sáng lên các tu sĩ nhân tộc thậm chí nghe thấy tiếng rắc rắc của trận pháp dưới áp lực của hóa thần trận pháp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vô số người tuyệt vọng lúc này đoan mục kình thiên cười lớn nói với các vị hóa thần bên cạnh các vị đại nhân không bằng giao việc này cho ta giết bọn chúng đâu cần làm bẩn tay các vị đại nhân chó săn thì phải có bổn phận của chó săn hành động của đoan mục kình thiên khiến các vị hóa thần ma tộc rất hài lòng không tệ vị hóa thần ma tộc gật đầu hài lòng nếu vậy giao cho người đi được cho phép sát ý trong lòng đoan mục kình thiên bùng phát khiến hắn trở nên vặn vẹo hắn bước ra một bước bay lên không trung trên hoàng thành ánh mắt mọi người vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn hắn phản đầu thường còn đáng ghét hơn kẻ thù đoan mục kình thiên nhìn xuống hoàng thành và các doanh trại liên miên đã có tu sĩ nhân tộc lén bỏ chạy đối mặt với tình hình này không ai tin sẽ có phép màu xuất hiện tinh thần xa sút chiến ý mất hết nỗi sợ hãi khiến họ trở thành những kẻ đào ngũ hừ đoan mục kình thiên hừ lạnh một tiếng sau đó dồn toàn lực vung một trưởng đánh xuống hoàng thành dù đã bị thương, nhưng sức mạnh của hắn vẫn không phải là thứ mà người thường có thể chống lại. Linh lực mạnh mẽ như Thái Sơn đè xuống, các trận pháp trong hoàng thành liên tục sáng lên, tu sĩ nhân tộc ra sức vận dụng trận pháp để chống đỡ, sức mạnh quá chênh lệch. Cuối cùng các luồng ánh sáng tắt dần, trận pháp không ngừng sụp đổ, các tu sĩ liên tục phun máu ngã xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, phòng thủ của nhân tộc, tốn nhiều công sức bố trí, bị một trưởng của Đoan Mộc Kình Thiên phá hủy dễ dàng, rầm rầm rầm, dưới một trưởng của Đoan Mộc Kình Thiên, cả thành trì nhỏ bé này gần như hóa thành đống đổ nát tất cả các biện pháp phòng thủ trong hoàng thành đều tan thành cát bụi nhờ có địch bình châu và ôn thương bảo vệ phần lớn tu sĩ trong hoàng thành bao gồm nhân hồng vũ không bị thương thêm vào đó dù trận pháp của hoàng thành đã bị phá hủy nhưng chỉ có thành trì bị hủy hoại chậc đoan mục kình thiên thu trưởng lại nhìn tác phẩm của mình mà không hài lòng theo suy nghĩ của hắn một trường này đáng lẽ phải khiến hoàng thành và tất cả những kẻ ở đó biến mất hoàn toàn hiện tại một trường không giết được những người này khiến hắn cảm thấy không thỏa mãn đoan mục kình thiên căm hận lạnh lùng nhìn địch bình châu và ôn thương hai người mạnh hơn hắn chật, hai ngươi không biết điều à không biết điều địch bình châu tức giận đến mức râu mép rung lên lão tặc nếu không có người cứu ngươi ngươi đã chết từ lâu rồi ôn thương cũng nghiến răng đầy cam phẫn ngươi sẽ không có kết cục tốt không có kết cục tốt đoan mục kình thiên cười lớn nhìn thấy người mạnh hơn mình bị hắn làm nhục trong lòng hắn vô cùng hả hê kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không có kết cục tốt ta có đại nhân bảo hộ cứu ta khỏi nguy hiểm còn các ngươi thì sao nói chung hôm nay các người chết chắc rồi không ai cứu được các người đâu nhân hồng vũ bây giờ ngươi rất hối hận phải không tưởng rằng mình đã ôm được cái đùi lớn không ngờ tình nhân của ngươi lại nhát gan như vậy ha ha ta nhớ rằng hắn còn có vài cô nàng khác phải không có lẽ bây giờ đã đang vui vẻ với người khác rồi sớm đã quên người nhân hồng vũ nhíu mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói những lời như thế này không thấy xấu hổ sao nàng bình tĩnh nói xin hãy giữ tự trọng làm chó cũng phải biết lễ phép một chút bên cạnh ngao thương và mị phi không khỏi nhíu mày những lời này nghe quen thuộc, à, nhớ ra rồi, hóa ra những người đi cùng tên khốn kia đều bị ảnh hưởng. Tìm chết, Đoan Mộc Kình Thiên tức giận, sau đó lại cười lạnh, ngươi nghĩ rằng chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái, đừng nghĩ tới chuyện đó. Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, để ngươi nếm trải cảm giác sống không bằng chết, đến lúc đó, tình nhân của ngươi, Lữ Thiếu Khanh. Bỗng nhiên, một giọng nói bất mãn vang lên, "Ê ê, đủ rồi đấy, gọi tình nhân tình nhân thì cũng được, nhưng ngươi lại còn gọi tên ta, ta không cần mặt mũi sao?" Trên bầu trời thân hình lữ thiếu khanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người tiêu y doãn kỳ tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn đoan mộc kình thiên tên giả này thật đáng chết quản đại nghiêu thì lén lút giơ ngón tay cái với đoan mộc kình thiên nói hay lắm nên nói thêm vài câu lữ công tử mọi người bên nhan hồng vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng còn bên ma tộc thì hoảng hốt mấy vị hóa thần như gặp phải đại địch đoan mộc kình thiên nhìn lữ thiếu khanh với ánh mắt nghi hoặc thật khó tin rằng một người trẻ như vậy lại có thể là một vị luyện hư kỳ đoan mộc kình thiên không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ ta bị lừa sao hắn đánh giá lữ thiếu khanh một hồi rồi hỏi với giọng nghi hoặc ngươi chính là lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh nhíu mày thậm chí không thèm để ý đến đoan mộc kình thiên mà quay về phía ma tộc kia giọng nói đầy kiêu ngạo không ai sao ta không nói chuyện với chó đáng chết đoan mộc kình thiên tức giận lập tức ra tay với lữ thiếu khanh dù có hàn trương ở đây nhưng cho dù lữ thiếu khanh là luyện hư kỳ hắn cũng không sợ trong cơn giận dữ hắn lại sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình linh lực cuồn cuộn như cơn bão ập đến uy áp mạnh mẽ lại khiến tu sĩ nhân tộc phía dưới phun máu sức mạnh khổng lồ ập đến định xé nát lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh vẫn giữ nguyên thần sắc đối phó với đoan mục kình thiên hắn thậm chí không cần ra tay tiêu y đã không thể chịu nổi nữa liên tục nói xấu nhị sư huynh của nàng nếu không phải nhị sư huynh ngăn cản nàng đã sớm xông lên xé xác đoan mục kình thiên ra thành trăm mảnh bây giờ hắn còn dám ra tay trước nàng không thể nhịn được nữa tiêu y vung lan thủy kiếm lao tới hét lớn lão cầu tử để ta chặt đầu chó của ngươi làm chó còn không để người ta nói làm chó phải có giác ngộ của chó cứ làm chó tốt là được học đòi nói chuyện như người làm gì đến đây đến đây để ta xem ngươi con chó này lợi hại đến mức nào ma tộc không còn ai sao đến ngươi con chó già này cũng thu nhận vừa vung kiếm vừa nói miệng không ngừng buông lời đoan mộc kình thiên bị tức đến mức muốn phát điên đôi mắt đỏ ngầu tóc bay tứ tung gần như điên cuồng ta sẽ giết ngươi nha đầu thối tha này tại sao tại sao trên đời lại có một nha đầu đáng ghét như vậy phía dưới ngao thương mỹ phi và những học viên khác của trung châu học viện đều lộ ra biểu cảm đau đớn họ là học viên của học viện trung châu ít nhiều đều từng bị tiêu y thách đấu đánh nhau với tiêu y thua là một chuyện đáng sợ nhất là cái miệng của nàng có thể khiến người ta tức chết vì vậy ngao thương mỹ phi và các học viên khác của học viện trung châu nhìn đoan mục kình thiên với ánh mắt đầy cảm thông bị tiêu y chọn làm đối thủ cũng xem như xui xẻo đoan mục kình thiên giao đấu xong phát hiện tiêu y chỉ là hóa thần sơ kỳ cảnh giới tầng một càng tức giận hơn nha đầu thối tha chết đi